Rồi, máy móc Minh Trí xin chào tất cả anh em nhé. Ngoài thị trường có rất là nhiều bộ tarot mà lấy ốc gãy, thì các sản phẩm nào uy tín và chất lượng, hôm nay máy móc Minh Trí xin giới thiệu qua cho anh em 3 loại tarot tháo ốc gãy mà anh em có thể tin cậy được. Đầu tiên là tarot của King Tony, kích thước là 2, 4, 6, 8, 10, 5 mũi gen ngược để lấy ốc gãy. Đây là một trong những cái sản phẩm khá là tốt của King Tony. Tỷ lệ thành công khi mà lấy ốc gãy là khoảng 80%. Giá ở ngoài thị trường là 170.000 hàng loại 1, còn hàng nhái của nó thì chỉ có vài chục nghìn thôi nhá. Tiếp đến là tarot của lấy ốc gãy của Asaki. Thông số kỹ thuật của nó cũng nằm ở đây và 5 mũi gen ngược. Sản phẩm này cũng 170.000 nhá, là một trong những cái sản phẩm cao cấp của Đài Loan sản xuất. Sản phẩm này tỷ lệ thành công của nó cũng là 80% nha anh em nhá. Tiếp đến là một sản phẩm đến từ Ba Lan, tarot lấy ốc gãy của Zato. Sản phẩm này có 12 mũi, 6 mũi khoan phá và 6 mũi gen ngược. 6 mũi khoan phá có tác dụng là khoan vào giữa sản phẩm, sau đó là gen ngược, tạo gen để lấy vặn ngược lại để lấy ốc gãy. Thì sản phẩm này là sản phẩm cao cấp đến từ Zato, Ba Lan. Sản phẩm này tỷ lệ thành công của nó là 95% nha anh em nhé. Thì sản phẩm này giá ở ngoài thị trường là 550.000 và miễn phí vận chuyển về tận nhà cho tất cả anh em. Nếu mà có điều kiện thì bạn nên lấy thằng Zato này, bởi vì hàng này khá là chất và khá là cháy hàng. Thành ra nếu mà lấy được con này ấy, tỷ lệ phá ốc gãy của nó là 95%. Ok, 170.000 80%, 170.000 80% và 550.000 95%. Tiếp đến, hai dụng cụ không thể thiếu khi mà lấy ốc gãy, đấy chính là tay công. Đầu tiên là tay công kẹp ngang có giá là 80.000. Anh em chúng ta kẹp ra kẹp cái mũi gen ở đây, sau đó dùng hai tay bắn thật mạnh. Cái thứ hai là 150.000. Đây là mũi tay công tự động, hay còn gọi là tay công inox. Cái sản phẩm này thì đơn giản thôi, anh em có thể dùng vào các vị trí khó. Thì hai cái sản phẩm này không thể thiếu khi mà chúng ta lấy ốc gãy, cho nên anh em chúng ta có thể chọn mua hàng của Đài Loan, hàng của King Tony hay là hàng của Ba Lan. Nhưng mà nhất định nhà anh em phải có hai cái sản phẩm này để kèm theo khi sử dụng. Hai cái sản phẩm này, các mẫu sản phẩm này máy móc Minh Trí vẫn đang phân phối. Anh em có nhu cầu để mua thì liên hệ với cả bên mình nhá. Máy móc Minh Trí.com và Minh Trí Máy Móc.com, 0915498666 và 0978390231. Sản phẩm miễn phí vận chuyển về tận nhà cho tất cả anh em, cam kết đúng như trong quảng cáo. Và anh em hãy nhanh tay like hoặc subscribe kênh YouTube của mình để tham khảo thêm nhiều hơn nữa những cái sản phẩm của bên mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.